Đây là Lan Khuê á? Ừ. Ồ, Lan Khuê à? Em không nhớ mà Lan Khuê làm em nhớ mỗi mông của Phạm Hương. Nhìn xấu chị Yến. Nhìn xấu chị Yến những năm hồi xưa. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã sẽ quay trở lại với S Channel và tiếp tục những trò chơi ngu học của thằng quận phần này không biết là của thằng nào. Rồi. Xuống đi. Go. Chữ gì đây? Go 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 go. Và bây giờ chúng ta sẽ phiên dịch của lời chó. Những gì Hà Triều vừa nói với chính là hoa hậu qua các thời kỳ. Và hôm nay bọn mình sẽ cùng đoán hoa hậu qua các thời kỳ. Là mình cũng nói trước luôn là chắc là mỗi chị Yến biết rồi mình chịu. Ờ, chị đang định nói hoa hậu chắc là Tân biết rồi chứ chị chịu. Hoa hậu Trân Kiều Vi. À, Tiểu Vi này. À, đấy các bạn đã biết. Ừ, mình chỉ biết bạn này tên là Vi thôi, sinh năm 2000 thì vào. Hả? 2000 á? Cứ đấy. Kém 2 tuổi đấy. Em nó còn kém 2 tuổi. Trẻ con bây giờ nó lớn nhanh thật đấy. Còn bạn này là Á Hậu này. Á Hậu bạn này là học Kim Liên. Bùi Phương Nga đúng không? Đúng rồi, như là Bùi Phương Nga. Em nhớ thế. À đâu, không phải Bùi Phương Nga. Bùi Phương Nga là... Là người đóng Quỳnh Vũ Bê. Á Hậu, Bùi Phương Nga. Chị này có kém tụi em không ạ? Còn tuổi. Còn tuổi. Đây là ai nhỉ? Không biết, nhưng mà nhìn cái cúp này có vẻ căng thẳng. Nhìn đấy cái cúp quyền này. Quyền trượng. Người ai gọi là cái cúp? À, quyền trượng à. Đây là ai ở trông mặt quen lắm nhưng mà nó hơi lạ. Lạ mà quen. Bạn này là chắc là Á Hậu ba à? Đúng á không? Đúng Á Hậu Việt Nam mà. Lung linh bạch tiếp bành thị lòi. Năm nào không biết. Đáp án chị là chịu. Đặng Thu Thảo. Ôi vai, Đặng Thu Thảo thân niên tỷ tỷ đấy á. Trông khác hay sao đúng là lúc điều vậy? Này, lúc ai đăng quang trông cũng khác sau là một vài năm. Như kiểu kỳ duyên. Ồ, Đỗ Mỹ Linh. Đỗ Mỹ Linh, đúng rồi, chị này rất là xinh. Hoa hậu Việt Nam 2016. Đỗ Mỹ Linh. Đây là gì Mỹ Linh nhỉ? Đây là, em chả biết, nghe tên Mỹ Linh em không nghĩ đến nó. Đây, thưa các bạn, đây là... Đó là Mỹ Mây. Mỹ Lan, tại sao? Á Hậu Huyền My. Huyền My. Huyền My. Huyền My. À đây là... À đây. Hoa hậu hội báo... Báo... Ê! Nhìn giống... Hình như đây là hậu Bích Phương. Đây là hậu Bích Phương. Ôi đúng rồi. Em nghĩ là cái kiểu màu ảnh chụp này chắc là năm chín mấy. Em đợt đấy. Đấy. Bùi Bích Phương. Ôi không phải chín mấy mà năm 1988 Bùi Bích Phương. Hoa hậu Phạm Hương. Phạm Hương. Phạm Hương. Người đã di chuyển sang Mỹ để chữa bệnh. Thế á? Ai biết đâu. Bệnh gì đấy về tuyến giáp. Tuyến giáp là cái gì? Chị là con gái mà chị sao chị lại hỏi em là gì có tuyến giáp? Tại sao em không có tuyến giáp? Ai chẳng có tuyến giáp? Thế á? Tuyến giáp là gì? Hải Triều, con bé đầu tiên trên thế giới có tuyến giáp. Phạm Hương thì em biết, em thích Phạm Hương. Quả vòng 3 hơi được đấy. Lan Khuê. Lan Khuê. Hoa khôi áo dài. Hoa khôi áo dài. Đây là Lan Khuê á? Ừ. Oh, Lan Khuê à? Em không nhớ mà Lan Khuê làm em nhớ mỗi mông của Phạm Hương. Nhìn xấu chị Yến. Nhìn xấu chị Yến những năm hồi xưa. Đóng bảo hiểm tình yêu. Tình yêu. Chả liên quan. Đúng rồi còn gì nữa. Đúng là bà mặc áo này. Bà để cái tóc kiểu này không? Không. Đúng rồi. Cái kiểu ra ra này. Hả? Hờ hên đây á hả? Ơ 2017. Hờ hên đó. Ôi tôi chết rồi. Mình không ý gì đâu nhá nhưng mà. Ơ có chắc không? Nó lấy ảnh cũ. À thế ạ. À? Đây là tóc giả mà đúng không? Hoàng Thùy. Á Hậu 1. Hoàng Thùy. Hoàng Thùy. Hoàng Thùy. Hoàng Thùy là siêu mẫu đúng không? Á Hậu 1 à? Á Hậu 1 của năm ngoái ấy. Hậu Hoàn Vũ. Mâu Thủy. Mâu Thủy là ai? Tham gia cuộc thi với Hoàng Thùy. Rồi, quả này là chịu luôn nè. Đây là Thủy Thu Mâu Thủy à? Mâu Thủy. Mâu Thủy đấy các bạn thấy không? Thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm ngoái. Ờ đây, lúc nào cũng kêu là chị đoán là Tân sẽ biết xong cùng một đêm phòng vòng vòng từ nãy giờ. Sao chị biết không? Thì đây là chuyến đi bão táp của chị đi Nha Trang để xem cái này. À rồi bảo sao nữa. Kỳ Diễn vừa nhắc vào ôi. Trông cũng đồ ơi, trông cường tráng. Ô! À, cái gì nhỉ? Ô! Ellie Trần. À, thì một bên là bơm rồi, một bên là cái này không ép vào không. Thành như này à? Không sao kể cả chị, cái này em đố chị ép được thành như này luôn, cái này là bơm. Ừ. Nhưng mà hình như em hôm trước em nghe bố em kể là mẹ Kỳ Duyên học cùng với bố em. Dạ? Lâu lâu rồi nghe kể thế, coi như là gốc Nam Định hay sao mà đúng không? Chị không biết. À đây là Mai Phương Thúy mà Mai Văn Thúy ấy. Mai Văn Thúy ấy. Mai Phương Thúy. Mẹ mình suốt ngày nhận có họ hàng Mai Phương Thúy tại mẹ mình họ Mai. Không hiểu
Tại sao vậy? Em họ Đặng. Nên mày không có quan hệ gì đâu. Ôi rồi nam em. Sao trông phì nhiêu này? Gì đấy? Hậu khóc vì người yêu cũ đáng kính. À đâu, có phải người yêu cũ đâu. Không, cái chị là người tình tin đồn cũ. Chị là hoa hậu thật. Hoa hậu, hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long cái gì? À, đà, nam em. Đây là nam XL. Nam XL. Không phải nam em mà là nam XL. À đây hoa hậu Quý Bà. Đây là Phi Thanh Vân. Ui, hai đây. Hoa hậu hở hang. Hoa hậu không lộ hàng. Tên là Cao Vi đúng không? Không. Không ạ. Ô, Thư Dung. Á hậu ai du lịch sinh thái quốc tế. Thư Dung. À, 25.000 đô. Rồi, bảo sao mà tự nhiên mình thấy xinh. Nó ra là 25.000 đô.